Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và như mọi người đều biết rằng thì những ngày vừa qua ấy, thông tin về ca sĩ Vân Quang Long đã qua đời tại Mỹ vì đột quỵ thì nó đã khiến cho rất là nhiều người hâm mộ và cả showbiz mọi người đều rất là bàng hoàng. Thì do thi thể của Vân Quang Long không thể đưa về Việt Nam trong lúc này, thế nên người thân đã phải quyết định sẽ tổ chức tang lễ của ca sĩ tại Mỹ, sau đó thì sẽ đem tro cốt trở về Việt Nam. Thì còn ở tại phía Việt Nam thì bố mẹ của cố ca sĩ Vân Quang Long liên tục có những cái phát ngôn về chuyện vợ cũ và vợ thứ hai của con trai mình. Thì theo đó, bố của Vân Quang Long cũng cho biết rằng là gia đình coi Ái Vân là vợ chính thức của con trai và gia đình không chấp nhận, thậm chí là không biết Linh Lan là ai vì không có cưới hỏi đàng hoàng. Thì cũng theo bố của cố ca sĩ Vân Quang Long chia sẻ thì theo pháp lý, cô Linh Lan đối với hai bác không liên quan gì đến chuyện con cái hay là con dâu gì cả, chỉ có cái danh thôi, đâu có cưới hỏi, hôn thú hay chấp nhận gì đâu. Thì cô chú coi con dâu cũ như con gái vì nó đối xử với cô chú bình thường. Thì cô Linh Lan này thì cô chú không ai đứng ra cưới hỏi nên là không phải con dâu hợp pháp. Cũng vì thằng Long mất nên là người ta mới xé chuyện đó ra, chứ ở đây chẳng ai biết nó có vợ mới. Hai bác từ đầu đã nói rằng không chấp nhận, hai bác chỉ chịu một vợ một chồng. Còn theo bố của Quang Long thì cũng cho biết thêm rằng là vợ hai Linh Lan gì gì đó thì không phải nghen, hai bác không cưới hỏi đàng hoàng cô đó. Và lại giới nghệ sĩ đi chơi Nha Trang, Vũng Tàu quen biết, chơi bời cô này cô kia gọi vui là vợ, thì vợ bé không phải là vợ chính thức. Khi mà Vân Quang Long mất thì mẹ con nó đeo khăn tang là cái chuyện bình thường. Thì nói rõ hơn về nguyên nhân coi con dâu thứ hai không phải là thành viên trong gia đình thì bố mẹ của Vân Quang Long cho rằng chồng bà luôn quan niệm là chỉ một vợ và một chồng. Vân Quang Long và vợ cũ quen nhau từ khi học lớp 8, cả hai rất là đẹp đôi và được bố mẹ ủng hộ hết lòng. Chỉ vì bất đồng về nghề nghiệp trái ngược nên đã xảy ra khúc mắc khiến hai đứa hôn nhân tan vỡ. Mẹ của Vân Quang Long thì cũng từng đã nhờ Ái Vân để lo hậu sự cho chồng cũ. Bà tiết lộ rằng là Ái Vân hiện giờ là con nuôi, còn các cháu tuy không sống chung nhưng vẫn là ruột thịt trong gia đình nhà bà. Và như mọi người đều biết rằng thì sau khi bố và mẹ của cố ca sĩ Vân Quang Long có trả lời trên truyền hình rằng là không biết Linh Lan là ai và cũng không công nhận Linh Lan là vợ thứ hai của con trai mình, thì lúc này phía cô vợ mới có tố rằng là ba và mẹ của Vân Quang Long đang muốn giành tài sản của cháu nội. Thì cũng theo người thân từ phía của Linh Lan cho hay rằng thì ba và mẹ của cố ca sĩ Vân Quang Long đang muốn giành tài sản để cho con dâu cũ. Thì như mọi người đều biết rằng thì nam ca sĩ Vân Quang Long qua đời chưa được bao lâu mà ồn ào từ trong gia đình thì bắt đầu dấy lên. Chuyện ba mẹ của cố nghệ sĩ không chấp nhận con dâu mới là Linh Lan và cháu nội là Haylen thì đã khiến rất là nhiều người đang để tâm. Thì mới đây, phía người thân quen của vợ sau Vân Quang Long đã có cái bài đăng giãi bày khiến rất là nhiều người đồng cảm. Thì phía vợ hai nghi ngờ rằng là ba mẹ của Vân Quang Long đang muốn giành tài sản của cháu nội đổi trắng thành đen. Được biết thì vợ cũ của Vân Quang Long là Ái Vân đã có tới hai con chung là Trác Kỳ và Trác Hy. Cả hai ở thời điểm trước khi nam ca sĩ qua đời vốn đều đã lập gia đình riêng. Khi những cái clip phỏng vấn ba mẹ Vân Quang Long lên tiếng việc là ông bà không chấp nhận con dâu và cháu nội sau thì đã lan truyền một bài đăng từ người thân quen từ phía người vợ sau của Linh Lan thì đã gây chú ý cộng đồng mạng bởi sự phân tích rõ ràng và chi tiết. Thì mọi người đều biết rằng sau những cái câu trả lời trên phỏng vấn trên truyền hình rằng là ông bà không biết Linh Lan là ai và cũng không công nhận Linh Lan là vợ thứ hai của con trai mình, thì lúc này người nhà đã tung ra cái bằng chứng sự thật là ông bà, liệu rằng ông bà có biết Linh Lan là ai hay không, liệu rằng ông bà có mặt trong những cái buổi lễ của các cháu mình hay không. Thì mọi người đã được biết thì cái tài khoản này cũng cho hay rằng là hai bác thật ra là đã cố tình lan truyền trên lên truyền thông để đính chính thông tin không chấp nhận chị Linh Lan là muốn giành hết các tài sản và tiền mà anh chị em muốn gửi cho bé hai lần thôi, chứ rõ ràng bác qua tân lược cùng quê của chị Linh Lan để dự đám hỏi của anh Vân Quang Long và chị ấy. Bác lên Sài Gòn để đi sinh nhật của bé, đi lê bác lên Sài Gòn để dự sinh nhật của bé hai lần và còn cho cháu tiền trong buổi sinh nhật nữa. Thì anh Vân Quang Long nằm xuống thì mọi người mới lên tiếng hùa nhau nói không tốt về chị Linh Lan như vậy, thì lúc anh còn sống chắc gì ai dám nói lửa lời không nào. Thì giờ anh mất rồi mà hai bác không muốn chia phần cho hai lần nữa, cũng không chấp nhận hai lần như vậy thì anh sẽ không bao giờ ra đi được thanh thản. Nếu muốn anh được ra đi thanh thản thì làm sao
sau cho mẹ con chị Linh Lan được chu toàn và bé Helen được học hành đến năm 18 tuổi thì một cái tài khoản có comment như vậy. Thì Vân Quang Long vốn đã chia hết tất cả các cái tài sản trước cho vợ cũ và hai con trước. Thì cũng theo người quen từ phía Linh Lan cũng cho hay là ba mẹ ca sĩ Vân Quang Long đang muốn dành tài sản để cho con dâu cũ. Thì con trai của hai bác mới mất mà hai bác đã muốn dành tài sản để cho con dâu trước của bác rồi. Thì trong khi là con dâu trước đã ăn ngủ với một người đàn ông khác, cũng đã từng công khai trên mạng xã hội rất là nhiều. Thì bác nói anh Vân Quang Long trước lúc chết nói nhớ chị Vân, có lỗi với chị Vân. Vậy thì bác có tin nhắn hay không? Còn theo con được biết thì anh Long trước khi mất còn nhắn tin cho chị Linh Lan là bây giờ anh chỉ muốn về với hai mẹ con thôi. Còn về chuyện chu cấp cho hai con trước thì người này cũng tiết lộ rằng là con riêng đối với Trác Kỳ và Trác Hy, con riêng của anh thì lúc anh ly dị đã cho tất cả các cái tài sản cho vợ cũ nuôi con rồi còn gì nữa. Mà bây giờ bên vợ cũ rất là giàu thì chị Linh Lan thì lại không có ai ngoài hai mẹ con. Chắc chắn anh sẽ không yên tâm, không yên lòng mà lên trời đâu hai bác ạ. Thì diễn biến câu chuyện thì như mọi người biết rằng vẫn đang vô cùng căng thẳng và dường như nó còn rất nhiều cái ẩn khuất từ hai phía. Mong rằng của mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm để người ra đi có thể yên nghỉ được hơn. Và như mọi người biết rằng thì qua cái việc là ca sĩ Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ, làm sao để nhận biết? Và mọi người đều biết rằng từ cái câu chuyện của ca sĩ Vân Quang Long và trước đó là nghệ sĩ Chí Tài thì có thể thấy rằng đây là cái tình trạng rất là báo động về đột quỵ, tai biến mạch máu não, là cái tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng xảy ra khi mà cái dòng máu cung cấp cho não nó bị gián đoạn hoặc có một cái mạch máu trong não bị vỡ. Khi đó cái lượng oxy và dinh dưỡng nuôi các cái tế bào bị giảm đáng kể, trong vòng vài phút các tế bào này bắt đầu chết dần và gây ra nhiều cái biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Thì chúng ta nên cân nhắc và hãy cẩn trọng với sức khỏe của mình. Và như mọi người biết rằng thì câu chuyện về gia đình nhà cố nghệ sĩ Vân Quang Long thì lúc này có lẽ rằng nó đang đi theo một cái chiều hướng khác mà như mọi người đang cập nhật được trên rất nhiều các trang mạng xã hội. Thì sau khi mà cố nghệ sĩ qua đời thì mọi người đều biết rằng thì những cái thông tin đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội về cái việc mà bố và mẹ của cố nghệ sĩ cho rằng Linh Lan không phải là vợ thứ hai của con trai mình, cũng không công nhận là con dâu. Thì mọi người có thể thấy rằng thì trong rất nhiều cái dịp thì đã được trưng những bức ảnh đó ra, đưa những cái bằng chứng ra để cho nói rằng là ông bà đang phải nói rằng có pha lật kèo, phải nói rằng đáng để đời, mọi người đáng để đời. Trong khi đó thì trong một lần về dự ăn hỏi thì đã có mặt cả ông lẫn bà. Và một lần khác dự buổi lễ thôi nôi của bé Helen thì cũng có mặt của ông có bà. Như vậy thì tại sao mà khi con trai bà mất đi thì bà lại có cái pha lật kèo như vậy? Và có lẽ rằng lúc này thì hơn ai hết thì bà nên quan tâm đến bé đó để cho các cháu sau này có một cuộc sống tốt hơn, mọi người đều hòa thuận sống với nhau hơn, hay vì cái việc là lúc này lại tập trung như theo ý của vợ thứ hai thì có thể rằng ông bà đang dành lại những cái tài sản đó để dành cho cô vợ cả. Và có lẽ rằng thì đó sẽ là sự thật. Và vì sau khi mà mọi người biết rằng thì rất là nhiều các ca sĩ có đều lên tiếng rằng là sau cái lễ tang của Vân Quang Long thì mọi người sẽ tập trung để giúp đỡ tạo một cái tài khoản để cho bé Helen sau này có một cuộc sống tốt hơn. Và có lẽ rằng khi nghe được cái tiếng đó, nghe được khoản tiền đó thì cái lòng tham của con người nó sẽ nổi lên. Và như mọi người biết rằng thì trong cái buổi tang lễ của cố ca sĩ tại Việt Nam ở tại chùa Giác Ngộ thì ông bà đã có những cái phát biểu trước đám đông như vậy, thì không hiểu được rằng thì ông bà đã bỏ qua cái liêm sỉ của mình. Và trước đó thì tất cả những cái bằng chứng đó đã được chứng ra thì mọi người lúc này thì biết rằng thì ông bà của bố mẹ của cố ca sĩ thì đã có cái pha lật kèo khá là đáng nể mọi người ạ. Thật sự là nhiều người lúc nãy không thể tin được tại sao họ lại làm như vậy. Trong khi đó thì vợ trước của cô ca sĩ đang có một cái hoàn cảnh rất là tốt, mà cô vợ thứ hai thì lại không có gì. Đó, mọi người biết rằng thì trong lúc này thì bà lại lên tiếng về cái việc như vậy, đồng nghĩa với cái việc là bà ấy muốn dành lại tất cái tài sản để cho cô vợ cũ. Thì có lẽ rằng chuyện rất là ngược đời, và có lẽ rằng thì nó sẽ còn gây ra nhiều cái rắc rối hơn. Thì chắc chắn rằng thì mình sẽ cố gắng cập nhật những cái tin tức mới nhất để cho mọi người có thể được biết ở trong những cái video sau. Còn hôm nay ở video này thì như mọi người biết rằng mình cũng đã cập nhật để cho mọi người được biết rằng thì gia đình nhà phía cố nghệ sĩ, cụ thể là bố mẹ của cố nghệ sĩ đã không dám lên tiếng để nhận con dâu của mình, cũng như nói rằng là không biết cái cô Linh Lan gì đó là đâu. Và chính ông bố của cô ca sĩ còn nói rằng thì đối với các nghệ sĩ, họ đi Vũng Tàu, họ đi Nha Trang thì có thể họ gọi nhau bằng vợ chồng, và tất nhiên là vợ bé thì không nói được, cất lên được cái tiếng nói. Và có lẽ rằng thì nếu như lúc ca sĩ còn sống thì chẳng ai dám nói như vậy cả, đấy là một điều chắc chắn. Nhưng mà sau khi
cái người đàn ông đó họ đã qua đời. Thì lúc này thì cái người làm bố làm mẹ kia họ đã có những cái pha lật kèo mà phải nói rằng đáng để đời đó. Mọi người thấy rằng là con người á, đôi khi vì cái đồng tiền nó làm mở mắt rất là nhiều người, cái tình cái nghĩa lúc này thì nó chẳng còn cái gì nữa ngoài hai cái chữ đồng tiền mọi người ạ. Thật sự là rất đáng buồn, và qua đây thì chúng ta cũng nên rút ra một cái kinh nghiệm rằng là đôi khi cái đồng tiền này nó rất là quan trọng, nhưng mà tiền thì nó lại không phải là tất cả. Bởi vì mọi người biết rằng thì Vân Quang Long đang sang Mỹ để làm kinh tế, anh đã định cư ở tại Mỹ, trong khi đó thì người thân nó vẫn còn ở nhà, hai cô vợ cũ thì cũng ở Việt Nam và cô vợ mới cũng ở Việt Nam, một mình anh phải lặn lội sang tận cái mảnh đất xa xôi như vậy. Nhưng mà có lẽ rằng thì cuộc đời khá là trớ trêu, như mọi người đã biết rằng thì anh đã đột quỵ tại Mỹ, ra đi trong cái khoảng cách lạnh lẽo như vậy. Lúc này thì nguyên bản thi thể của anh thì không thể đưa về Việt Nam trong lúc này được, thế nên là người thân đã phải quyết định sẽ cho làm lễ tang tại bên đó, xong sẽ đưa cho cốt anh trở về Việt Nam. Thì hôm nay ở thông tin này thì mình đã cập nhật để cho mọi người được biết. Còn thông tin gì mới thì mình sẽ lại cập nhật cho mọi người ở những video sau. Và video này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.